Kính chào quý vị và các bạn, quý vị đang đến với bản tin Tây Bắc chuyển động của Đài Phát thanh Truyền hình Sơn La. Thưa quý vị, trong những năm qua, các y bác sĩ tại các bệnh viện của tỉnh Tuyên Quang đã luôn thực hiện tốt lời dạy của Bác, lương y như tử mẫu, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, hết lòng vì người bệnh, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân trên địa bàn. Thực hiện được trên 9.400 ca phẫu thuật các loại, trên 271.900 ca thủ thuật với nhiều kỹ thuật mới như đặt máy tạo nhịp tim vĩnh viễn, một buồng, hai buồng, phẫu thuật nội soi tuyến giáp, phẫu thuật nội soi buồng tử cung là những kết quả mà Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang đã thực hiện trong năm 2022. Trong thời gian tới, các y bác sĩ tại bệnh viện tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn, chịu khó tìm tòi, nghiên cứu khoa học, áp dụng những kiến thức, phương tiện, kỹ thuật hiện đại trong công việc, góp phần xây dựng môi trường làm việc thân thiện, văn hóa, đoàn kết, thống nhất. Trong những năm vừa rồi, Bệnh viện Đa khoa tỉnh liên tục cử những cán bộ đào tạo chuyên sâu về các chuyên ngành khác nhau và đội ngũ cán bộ với chất lượng ngày một nâng cao hơn. Và bên cạnh đó thì song song với cái việc đào tạo con người thì cái Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quang cũng tập trung các nguồn lực ưu tiên cho việc trang bị các cơ sở vật chất, trang thiết bị máy móc phù hợp với điều kiện thực tế để đáp ứng với cái yêu cầu của phát triển chuyên môn cũng như là yêu cầu khám chữa bệnh của người dân. Để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, các bác sĩ tại bệnh viện trên địa bàn tỉnh đã gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với việc thực hiện quy tắc ứng xử, nâng cao y đức người thầy thuốc. Thực hiện công tác khám chữa bệnh được mở rộng, từng bước phát triển kỹ thuật theo phân tuyến, góp phần nâng cao chất lượng chẩn đoán, điều trị, bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn. Hoa ban là loài hoa đặc trưng của tỉnh Điện Biên. Hoa bắt đầu bung nở từ khoảng trung tuần tháng 2 đến hết tháng 3 dương lịch hàng năm. Thời điểm này thì hoa ban bắt đầu bung nở trên khắp các con đường nơi thung lũng Mường Thanh Điện Biên. Những nhánh hoa ban trắng muốt tinh khôi pha lẫn nét phớt hồng tạo nên vẻ đẹp hoang dại riêng biệt của loài hoa đặc trưng nơi núi rừng Tây Bắc, như tô điểm thêm cho vẻ đẹp của phố núi Điện Biên vào xuân. Tại nhiều tuyến đường ở khu vực thành phố Điện Biên Phủ và Lòng Chảo, huyện Điện Biên, hoa ban đã bắt đầu bung nở. Nhiều bạn trẻ với những bộ trang phục đặc trưng của người dân tộc Thái như áo cóm, khăn piêu đã không bỏ lỡ cơ hội để có thể lưu giữ những khoảnh khắc của thanh xuân với hoa ban trong khoảng thời gian hoa bung nở đẹp nhất. Hoa ban tượng trưng cho nét đẹp của người con gái Thái Điện Biên cũng như là người con gái Thái Mường Phăng bọn em. Hôm nay thì bọn em đến đây để chụp lưu lại những khoảnh khắc của hoa ban đẹp. Vào tháng 3 này là hoa ban đặc trưng của Điện Biên. Em và các bạn đã đến đây để chụp ảnh lưu lại kỷ niệm mùa hoa ban. Em thấy hoa ban đẹp, có một màu sắc đặc trưng riêng và đem lại dấu ấn cho những người khách du lịch đến đây tham quan. Trong tâm thức của người dân Tây Bắc nói chung và Điện Biên nói riêng, hoa ban không chỉ là một loài hoa đẹp, đây còn là biểu tượng bất diệt cho tình yêu son sắt, thủy chung của những chàng trai cô gái nơi dẻo cao, gắn liền với câu chuyện về nàng ban và chàng khum. Vẻ đẹp của hoa ban khiến cho bất kỳ ai cũng mê say khi đến với mảnh đất Điện Biên vào tháng 3 hàng năm. Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Hà Giang cho biết đơn vị vừa khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và có lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với bị can Vũ Đức Thắng, sinh năm 1985, là cán bộ trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tỉnh Hà Giang để điều tra làm rõ hành vi nhận hối lộ. Theo thông tin từ Cơ quan Cảnh sát Điều tra, kết quả điều tra bước đầu xác định trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 2301S trực thuộc Sở Giao thông Vận tải Hà Giang có địa chỉ tại tổ 18, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang. Từ năm 2020 đến nay, các nhân viên làm việc tại trung tâm đã có hành vi nhận tiền của nhiều chủ phương tiện để hoàn thiện hồ sơ, cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật cho xe cải tạo. Hiện Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Hà Giang đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật. Liên quan đến vụ việc này, trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tỉnh Hà Giang 2301S đã tạm dừng hoạt động cho đến khi có thông báo mới. Vâng, và nội dung vừa rồi cũng đã khép lại bản tin Tây Bắc chuyển động hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt.